Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Chúc quý an lạc quý ơi. Hôm nay giờ chúng ta có bài học tập cùng với đại chúng nói về quả báo của người trộm cắp. A Di Đà Phật. Có một đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, cái tội trộm cắp nó đáng sợ. Thí dụ như mình tham mà cái của một nhà thì trả quả báo cho một nhà, một ấp thì nó trả cho một ấp, một thôn thì trả một thôn, một xã thì nó trả cho một xã, một huyện thì trả cho một huyện, một tỉnh trả cho một tỉnh. Còn nếu như là của công của nhà nước thì mình trả cho cả nước. Còn tham lam ăn cắp của tam bảo, nghĩa là công đoạn này đại lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói tội này còn khó cứu hơn tạo tội ngũ nghịch. Tại vì cái của tam bảo là của thập phương bá tích, thập phương bá tích đồng cắt mà nó gom vào nó, cái của này nó không đơn giản. Nên cái của mà của thập phương bá tích mà mình dám đem về nhà mà cho gia đình mình xài nha, là quý vị chỉ có cái là quý vị không hiểu thôi, chứ không ai dám làm việc này chứ. Nhớ kỹ câu của thập phương bá tích là của thùng tam bảo. Nhưng nếu mà mình đem về xài riêng cho gia đình thì người không hiểu mới dám làm việc này. Người hiểu cái định luật nhân quả, dù là đói chết đời này cũng không dám đụng. Đói chết đời này không dám đụng cho gì biết. Tại vì còn khó cứu hơn tạo tội ngũ nghịch. Trong khi tội ngũ nghịch chỉ cần phạm một tội thôi, giết cha giết mẹ, giết bậc A-la-hán là giết thầy đó. Nghe A-la-hán là thầy, thầy dạy mình đó. Rồi phá hoại hợp tăng, làm thân Phật ra máu. Năm tội này chỉ cần phạm một tội thôi là mình đã đủ đọa trong địa ngục A Tỳ. Một tội thôi. Vậy mà Phật dễ cứu hơn là người ăn cắp ăn trộm của tam bảo. Đáng sợ chưa? Tại thập phương bá tính thì không biết bao nhiêu chúng sinh trả nợ trả hoài trả không xong nữa. Đời đời cứ kiếp trả hoài trả trả không xong. Mà cái quả báo khổ đau của nó là nghèo đời đời kiếp kiếp. Nghèo khổ đời đời kiếp kiếp. Mà cái quả báo ở trong địa ngục thì bị chặt tay, chặt tay, chặt tay, chặt tay hoài. Đời đời kiếp kiếp trong cái địa ngục chặt tay. Rồi nghèo đời đời kiếp kiếp. Đó. Rồi khi sinh lại làm người thì phải trả nợ cho người ta. Trả hoài đời đời kiếp kiếp. Khi qua cái nghiệp duyên làm người thì đọ trong tam đồ ác đạo, nó quay hoài vậy đó. Nó còn ra khỏi tam đồ ác đạo thì đi trả nợ người ta. Kinh chưa? Nó đáng sợ vậy đó.
Nên cái của Tam Bảo thì cái người ta cúng thì cái phước nó cũng lớn dữ lắm. Đó là Tam Bảo là phước lớn nhất. Ví dụ như mình cúng dường, mình đưa vị thầy nào đi chăng nữa là dạ con cúng dường Tam Bảo. Tại vì ổng nằm trong Tam Bảo thì mình nói cúng dường Tam Bảo. Con cúng dường Tam Bảo, thầy đại diện Tam Bảo, thầy nhận, thầy làm đúng thầy nhờ, thầy làm sai thầy gắng chịu. Nhưng mà mình cũng phải có góc độ nhìn nữa, chứ không phải là mình nhìn họ là gì, là cái người cạo đầu một cái là mình đưa đại thôi, bảy tầm bảy, vì họ cương vị gì trong đó mà mình đưa, đụng ai mình cũng đưa đâu chẳng, mình đưa không kéo mình hại người ta đó, nên đưa không kéo hại người ta đâu có đơn giản đâu. Nó nên mình, mọi người mình phải có góc độ sâu sắc. Giống như mà bên đạo tràng bên kia có một cái chú làm phòng đăng ký, ông vô phòng đăng ký xong rồi ông làm xong cái ông vớt một chiếc điện thoại của người ta luôn, ông lấy cái laptop của người ta, rồi có cái thùng Tam Bảo nhỏ nhỏ nằm trong phòng đăng ký, ông ôm đi luôn, rồi ông lấy xe điện ông chạy ra ngoài kia, ông bỏ ngoài gì ngoài đó, bụng binh ngoài kia ngoài. Mình thấy bởi vì tu hành thì tu hành, mà bây giờ nhìn ai thì cũng cái đầu chọc lóc, nhưng mà cái đầu chọc mà tâm có chọc hay không, đúng không? Nên bây giờ mình thấy rằng bản thân mình tự kiểm mình có đáng tin mình không. Còn ngoài ra mà ai có gạt mình đi chăng nữa, mình nói ơ bình thường. Tại vì sao? Vì cái cuộc đời này mình không biết đặt lòng tin vào ai nữa thì thôi, khỏi thất vọng chi cho nó mệt. Nghe không? Nên như Đức nói với vị, thì Đức thường giảng hoài mà, nói mà. Nhưng bây hổm như Đức cũng mới giảng đây, như Đức cũng nói mà. Ở trong ngôi Tam Bảo nó dẫn là hai mặt, ở đâu cũng hai mặt, đều có mặt thiện mặt ác có. Quý vị nhớ cái cõi Ta Bà này ở chỗ nào nó cũng hai mặt á, mặt thiện mặt ác, mặt thiện mặt ác. Hai cái mặt này nó cân bằng lại để nó rèn nhau. Quý vị nhớ nó rèn nhau. Ví dụ như thiện nó ảnh hưởng ác, thiện nó tốt quá nó ảnh hưởng thằng ác, thằng ác nó nhìn ác vậy nó nhìn mà nó phát tâm được thì nó bỏ ác nó làm thiện. Còn ác nó rèn luyện thiện, ác nó rèn luyện thiện, coi cái thằng thiện này mày có thật sự thiện không đó. Nên tu hành mà tổ sư nói, tu hành là gì? Là bị chửi á. Bị chửi, bị mắng, bị oan ức á mới là tu hành. 100% luôn. Từ ở trong đó mà thoát ra, rồi từ ở trong đó mà không bị tác dụng phụ thì gọi là sức định thật sự của Phật Pháp. Còn ví dụ như mình yếu thì mình vì có tức thì có tức thôi, quý vị muốn cự lại cự lại, quý vị muốn quýnh lại chuyện của quý vị. Nhưng mà khi quý vị đã hiểu rồi thì tự quý vị sẽ thông cái tâm thôi, nó làm sao mà nó thoải mái cái tâm mình nhất, đừng có để cho mình bị một cái ấm ức trong tâm. Tại vì cái xả tâm nó có nhiều cách, nhưng mà cái cách cao nhất trong Phật Pháp dạy là an định tâm để gọi là tiêu hóa, thì cách đó là cách đặc sắc nhất và cao cấp nhất trong nhà Phật. Còn có những người thì thà tao nói thẳng một cái rồi xong ta xả ra nè. Còn có cái loại người khổ nhất đó là ôm ấp để chịu đựng mà không tiêu hóa được. Cái này thì mình hơi ngu một chút. Tại vì ôm ấp chịu đựng để mình khổ gì thì làm chi. Còn cái tên mà nó nói ra xong nó xả thì thằng này nó cũng hơi khôn một chút. Tại vì nó ngu gì nó để trong bụng nó làm cái gì.
Đúng không? Cái thằng mà để trong bụng ôm chịu để khổ, để tự bản thân mình khổ, không tiêu hóa, thì thằng này thì hơi ngu một chút. Đúng không? Nhìn thì giống như nó chịu đựng, mình thấy tội nghiệp nhưng nó hơi ngu. Còn cái thằng mà nó khôn một chút á, thì nó quốc đại, nó lỡ một câu hai câu rồi xong rồi nó buồn. Buồn ra. Chửi chưa chắc là tội, mà hận thù mới tội. Nói kỹ. Chửi chưa chắc tội. Vì chúng ta nói một câu rất là không hay, mà ngẫm nghĩ thì nó cũng hay. Chửi người và châm thọt người, châm chích người, thì giống như là cục phân mà đi ngang qua cái cơ thể mình. Thì cuối cùng thì cơ thể chúng ta vẫn là cơ thể chúng ta. Ngồi suy nghĩ đi. Suy nghĩ cho thầy kỹ nghe. Thì cái lời chửi mắng nó cũng như là cục phân vậy đó, nó hôi thối. Thì nó giống như nó đi ngang qua cơ thể chúng ta. Rồi xong rồi chúng ta chùi lao xong thì cơ thể chúng ta vẫn là cơ thể chúng ta. Đúng không? Nó là như vậy đó. Khi vị mà hiểu nguyên lý này rồi thì tự quý vị cho nó qua đường nào thì quý vị hãy cho nó qua. Tại vì cái cục phân nó đi vào cái, nó cũng từ miệng đi tới, mà nó đi tiêu hóa xuống, nó qua cái hậu môn chúng ta rồi nó ra, hiểu không? Nhưng nếu chúng ta đi ngược, mà từ ở dưới chúng ta đi lên ngược lại, thì tự quý vị chọn lựa cách để cho nó đi. Tự mọi người suy nghĩ thôi, để có cách nào để sử dụng phù hợp. Nên từ nơi đó mà chúng ta học Phật, viết rồi thấy rằng là sống của cuộc đời này, cái gì nó cũng là cái để gầy dựng cho mình tu. Cái nào cũng là cái gầy dựng cho mình tu hết quý vị. Lâu ngày rồi tâm trạng mình thường an lạc, thường sanh pháp lạc, mình mới thấy Phật Pháp công nhận nó hay gì đó. Nó quá hay. Và câu nào cũng thấy hay á. Câu khen, câu chê, câu được, câu mắc gì nó cũng hay hết. Thật sự mà nói với vị biết rằng là nếu như nó là giải thoát thì câu gì nó cũng là giải thoát. Còn nó đã không giải thoát rồi, cái loại gì nó cũng không giải thoát. Hỏi diễn chi cho nó mệt. Bữa nay những đức mới mai bộ đồ. Thiếu nữ ngồi bên bờ sông. Nên là bận ra ta cười quá trời luôn. Trong chùa cười, ai gặp cũng cười. Rồi có những người thì không hiểu, ta sẽ chữ rằng là ông thầy bận bộ đồ màu hồng, điệu đàn chứ ghê, đúng không? Thì bây giờ có người ta cười thì phải có cho người ta chữ chứ, có người ta hoan hỷ thì cũng phải có cho người ta bực bội chứ quý vị. Pháp của Phật cũng đâu phải ai cũng mà tiếp nhận cũng vui hết đâu, đúng không? Đó. Thì biết rằng là đồ này những đức sẽ may cho các cụ trong chùa, rồi mấy thầy mấy chú, để chùa mình thấy cái sức đoàn kết của chùa mình. Nghĩa là hoa hồng là biểu trưng cho sự yêu thương mà. Từ nó đó mai đồ màu hồng trong dịp tháng 7. Ngay tháng 7 cho bạn ý muốn nói là dùng tình yêu thương để mà giúp cho chư hương linh được siêu độ. Đúng không? Nên
mai là tháng 7 tặng cho cả chú, quý thầy, quý chú, quý cô, quý cụ bạn giống hệt. Đẹp nha. Đẹp đúng không? Bằng bộ đồ á, nam mà bằng bộ đồ màu hồng có tội không quý vị? Có tội không? Nếu mà ai nói có tội thì không biết tội gì nữa. Mà có những người nói mắc cười, à, mắc cười thì tốt. Bận mà để cho người ta cười thì điều đó quá tốt. Thấy không? Thấy quý vị? Nó, nên là hồi nãy có cô có nói thầy, thầy bận bộ đồ thì coi cũng được, nhưng mà đàn ông mà bận bộ đồ này yếu quá. Nhà Đức hỏi, cô coi nhà Đức nuôi 2.000 người mà yếu. Đức làm bao nhiêu chuyện mà yếu. Bệnh đau nhà Đức dẫn là tổ chức xong chương trình hết trơn, yếu, cô nghĩ yếu đâu. Đúng không? Ví dụ như người ta khỏe mạnh ta làm nói làm chi. Cái này bệnh đau mà vẫn làm xong hết trơn chương trình, cái gì cũng xong hết trơn. Rồi bây giờ cũng lên giảng pháp, ngày nào cũng đâu vào đó hết. Công việc gì cũng đâu vào đó hết trơn mà nói yếu, biết sao mà yếu. Các vị coi bộ đồ nó không nói lên gì. Bây giờ mai một cái màu đồ nhìn nó rất mạnh mẽ mà gặp để cho con người yếu thì cũng bằng không. Đem một cái màu đồ thiệt yếu đuối mà đưa cho người mạnh mẽ thì nó mạnh vẫn là mạnh. Mạnh vẫn là mạnh thôi, cái gì đâu. Nên từ nơi đó mà ai mà nói tôi yếu coi chừng. Đúng quý vị. Sao biết ta yếu? Yếu cho ta làm bao nhiêu chuyện mà yếu gì chàng. Rồi vị coi, hướng dẫn cái vị tu mà có bao giờ bỏ cuộc đâu. Sao yếu? Đó, nên bằng bộ đồ mà yếu gì đâu, có gì đâu yếu. Đã là làm được chuyện thì dù bằng quần đùi cũng làm được chuyện. Đúng không? Quan trọng là làm được chuyện hay không thôi. Đó. Rồi đi đâu cũng đem niềm vui cho người ta, đó là quan trọng chứ. Đó là quan trọng. Nên đâu có hai ba người đâu ưa gặp những đức nói thầy kêu quý Phật tử thầy giảng pháp đừng có vỗ tay quá, chứ nói trong bụng sao họ vui ghê, vui dễ sợ, cười ké mất cho rồi đi quý vị, cười đại cái theo đi. Đó, quý vị biết rằng bây giờ cái quả địa cầu nó quá nóng, con người người ta đang căng thẳng, rồi làm ăn khó khăn, ai cũng nhăn mày nhăn mặt. Bây giờ người ta đang tập trung người đấy mà cừ đấy mà không có đây. Tập trung người để cười để cho nó dịu bớt cái quả địa cầu này lại. Bạn đừng có đấu đá hơn thua nữa. Người ta đang kiếm người để cười nè. Hôm qua gặp một cái vị này tu cũng nhiều chục năm. Vị nói một câu, cũng một số người gặp tôi nói ông giảng nhiều Phật tử cừ dữ quá, rồi ông cũng quá cừ. Rồi xong thì tôi nói với họ, bây giờ tao già gì tao muốn cười với nó cười cũng không được. Bây giờ mày Phan hả nói mấy đứa đó nó về nó tu nó làm Phật gì, nhưng mà nó đã chịu về chùa nó tu điều đó cũng là quá quý trong cái thời cuộc này. Không, quý vị ngồi suy nghĩ kỹ nhất đi quý vị. Trong cái thời cuộc này cơm áo gạo tiền của người ta mà nói về cái việc mà đi chùa đồ tu tập đồ hiếm lắm quý vị. Bây giờ ít mở khóa tu lắm, tại vì con người quá bận. Mà chùa mình mà con người ta lúc nào cũng đến đông là phải nó có một cái gì đặc biệt lắm quý vị, chứ không đơn giản đâu. Không đơn giản ha. Mà đa phần cái người đi về chùa mình á, những đức gặp họ, những đức hỏi họ, họ nói ngộ lắm.
nó có một cái sự chuyển hóa lạ thường luôn á. Như hôm qua gặp một cái cô của nó một câu, thầy giảng con áp dụng ngay bon luôn. Thầy biết chính với cái nhà con này con làm bù đầu bù cổ mấy năm trước, mà thầy biết nó khó khăn đừng có nói, mà con cái nó ngổ nghịch mà cũng tức đến nỗi hai vợ chồng chửi lộn tối ngày, con cái rồi hai vợ chồng đi chửi lộn luôn. Vậy đó mà cuối cùng nghe thầy giảng mình vui là mình biết thương người nhất. Cuối cùng nó thôi bây giờ bản thân của mình bây giờ mình phải sống cho vui, sống cho tốt, chứ giờ nhìn nó bực bội hoài, gia đình rất rối hoài không được cái gì. Cuối cùng con lập trường lại, vậy mà bây giờ gia đình con sum họp bên nhau. Bà nói một câu rất là hay, bà nói rằng rõ ràng khi nó làm cho mình bực tức, mình bực tức lên thì tức khắc hai bên nó câu lại với nhau để bực tức. Mà nó làm mình bực tức mà mình không bực tức, vậy đó mà giết tự nhiên nó thấy sợ, thấy nó sợ. Đó. Nên quý vị biết rằng một cái người mà họ không ưa mình mà mình cứ làm thiện hoài đi, mình làm tốt hoài đi, giết tự nhiên không biết nói đường nào, cứ nói đường nào. Mình cứ làm việc thiện, việc tốt hoài đi. Đó. Nên quý vị cứ thấy việc đó là tốt, việc thiện vì cứ làm. Tại vì mình không hiểu nó thì thôi, việc mình làm mình phải hiểu chứ quý vị. Thì những đức thấy rằng là mình rất là đủ duyên. Như hòa thượng mình thì ngài đủ duyên xây chùa, mình bây giờ thì mình đủ duyên nuôi con người. Mình làm nhiều cái mong cho các cụ chùa mình phải già phải vui. Vài bữa như đức hôm qua ở bên hộ pháp, như đức lựa mấy bà già khoảng từ 90 đủ lên để đức làm những đoạn ký sự cho quý vị coi, để quý vị thấy tuổi già sống khỏe sống vui. Rồi từ 80 tới 90 đó, lấy từ 80 tới 100 mà từng đoạn 80 nè tới 90 nè, từ 90 đã lên nè hai công đoạn cho quý vị thấy. Da mắt sáng, lỗ tai nghe rõ, miệng mồm nói đàng hoàng cho người ta thấy đó, ăn chay niệm Phật sống vui sống khỏe. Vì thấy toàn là những cái tư tưởng làm cho người ta phấn chấn lên, điều là làm cho người ta bình an thôi, phấn chấn lên. Ai coi đến người già khắp nơi, ở nhà cũng biết mình nên sống như thế nào. Rầu rĩ lo âu, lo con đứa này, lo con đứa kia làm chi cho nó mệt thêm. Mình già mình gần chết thì mình lo nhiều làm chi cho nó mệt. Nên tất cả chúng mà mỗi ngày nghe những đức giảng mà sau này mà còn đi làm cái vai trò đó nữa thì bị thua. Vai trò nữa thua rồi. Bản thân mình không có nên sống mà làm vai trò đó. Mình làm thì mình làm hết lòng với trách nhiệm mình thôi, chứ mình không có dạy gì. Mình đi sống những ngày tháng âu lo nặng nề khổ tâm chứ. Không sống gì đâu. Hôm qua mấy chú gặp hòa thượng xong, mấy thầy đứng đợi báo gì cái chú đó, nhà đức nói nó lấy rồi thôi. Chứ kiếm nó đâu. Kiếm chi cho nó mệt chứ. Con người mà nếu hiểu ra thì chút đỉnh tiền thôi mà cả đời con người chúng ta cúi mặt nhìn đời, làm cho cha mẹ xấu mày xấu mặt. Hành động đó là hành động không tiếp nhận giáo dục, tiêu cực quá. Thấy không? Tiêu cực. Nên những đức thấy chúng ta tu học, càng tu học thấy nó bình an mà thấy. Thật sự quý vị ơi, con người mình ăn có nhiêu đó quý vị? Ăn không có nhiêu đâu, không có xài tiền bao nhiêu chứ á, mà đa phần chúng ta phí phạm mới nhiều, phí phạm nhiều chứ ăn có nhiều, tôi thấy rõ ràng luôn. Như bây giờ bản thân những đức cũng đâu ăn uống gì bao nhiêu đâu, nó mà xài phí phạm thì nhiều, mà mình không có xài gì nữa chứ lấy gì đâu phí phạm.
giống như chiếc xe như tức đi, trung bình khoảng 2 tháng rưỡi đổ xăng lần, có chạy đâu đâu mà đổ xăng. Thì từ bên kia chạy qua đây, mà có khi bây giờ cũng ít đi qua đây nữa. Chỉ có 2 buổi giảng buổi tối đi với mấy anh em, rồi buổi giảng thứ bảy, rồi từng để ít đi qua đây lắm. Giờ nấu ăn là không đi đâu được, nấu ăn là đâu đi đâu được đâu, nhiều thôi. Nó nên cái của nào mà đi vô tay mình nó cũng khỏe. Chạy hoài cũng thấy hư, 2 tháng mấy đổ xăng lặn. Nên từ nơi đó mà còn ăn uống mỗi ngày càng rất đơn giản, rất là đơn giản. Hôm qua gặp một cái cô kia, cổ gặp những đức của nó, con thấy như bây giờ thầy thấy con thấy cũng mập. Nếu mà dụ như buổi chiều mà thầy mà ăn tô bột thôi thì tự nhiên thầy nhẹ lắm, chứ không cần ăn cơm nhiều nữa đâu. Tự nhiên mình nghe cổ nói mình thấy cũng phù hợp. Ngũ cốc quý vị, 26 loại đậu thành ngũ cốc á. Những đức mà ăn mà ổn là những đức áp dụng cho chúng buổi chiều. Một tuần trước nhất, ví dụ 2 buổi chiều ngừng tô ngũ cốc, ăn nhẹ bụng. Quý vị biết bây giờ đồ ăn, xin thưa quý vị, độc địa dữ lắm, không đơn giản đâu. Mình còn khỏe, nó chưa đến nổi. Chứ lớn tuổi mà tập cho họ nhẹ nhàng chút, họ càng khỏe hơn. Nhưng mà trước nhất mình áp dụng mình à, trời ơi được mà, kiểu như sáng tô bột, chiều tô bột, trưa ăn cơm, đúng là đặc biệt gì đâu. Mình mà sống vậy thì nó khỏe quá. Với cái cuộc sống của mình nó có gì đâu chàng, tốn kém gì đâu. Cuộc đời con người vậy thì thiểu dục chi túc, từ từ nói tham lam làm cái gì không. Tại vì mình để làm cái gì không, quý vị, không lẽ tự nhiên mình học Phật mình hiểu, mình nói ủa giờ có tiền mà nếu mà không làm những việc thiện, tiền để làm cái gì không biết luôn à. Nên từ nơi đó mà bản thân mình nghĩ, bản thân mình làm những việc ý nghĩa là đó là niềm vui sướng nhất của mình khi sống cuộc đời này. Bây giờ như hòa thượng mình bây giờ mà hiện tại coi đang cắt ở bên Đại Tùng Lâm, nhà Tôn mới thấy rồi đó. Nhà Tôn này gọi là một cái nhà Tôn bự nhất, chắc đây là cái nhà bự dữ dội nhất rồi đó quý vị. Sau lưng nhà Tôn đang xây khoảng 100 cái nhà vệ sinh. Rồi bên đây thì đang làm xong 6 cái móng nhà, nhà 4 tầng này, 6 cái móng xong. Và cái chánh điện bề dài 60 thước. Chánh điện bề dài 60, bề ngang 40. Bề ngang 40 thước là bự hơn chánh điện này nhiều. Sao? À. Và cái ngôi chùa đó nó nguyên một cái sân rất lớn. Vì nhìn miếng đất đó, nguyên một cái sân lớn, là cái sân trống luôn đó. Ở trong nó là một cái sân nữa, ở ngoài một cái sân nữa. Nó là cái ngôi chùa đó đó, nó chạy thẳng lên kia là vì sẽ thấy à. Rồi hòa thượng đang xây một cái ngôi chùa Hương Tích à. Chùa Hương Tích phải không? Xây dựng bên đó thì mấy dãy nhà. Và đang xây một cái ngôi chùa dưới kia nè, là một lúc đang làm 5 công trình. Một lúc đang làm 5 công trình.
Vị hòa thượng 84 tuổi chạy tới chạy lui coi này coi kia, tính toán sắt đồ này nọ luôn, trả tiền công trình xây dựng. Thứ bảy mỗi tuần đem hóa đơn vô tự điếm tiền tự trả, tự lo. Nên chúng ta còn trẻ gì chúng ta làm được là thấy quá mừng. Làm được là thấy quá mừng. Đa phần con người ta, quý vị biết vì sao họ học Phật Pháp mà họ không có kết quả, quý vị biết không? Họ học Phật Pháp, họ không có sự kiên nhẫn, nhìn nhận sâu sắc Phật Pháp. Xin thưa quý vị biết, trong Phật Pháp dạy, nó có khó đâu quý vị. Mà nó khó ngay cái là quý vị vội vàng quá. Học Phật vội vàng quá. Những đức nói với vị nghe chứ, cuộc đời của nhiều người chúng ta ngồi ở đây có thể dám mang bầu và đẻ 4-5 đứa con để chịu đựng gần hết cuộc đời, nhưng học Phật Pháp thì cho cá nhân thì cực kỳ vội vàng. Rất vội vàng quý vị. Nên cuộc đời của người mà học Phật mà không có kết quả chỉ đúng có cái là quá vội vàng. Quá vội vàng. Có nhiều người ta nghe những đức giảng á, một số người trên mạng quý vị, họ chỉ nhìn cái mặt những đức thôi họ đã đánh giá vội vàng. Họ chỉ nhìn cái mặt thôi họ đã đánh giá vội vàng. Đã bao nhiêu cái mặt gạt mình quá dễ thương. Rồi suy nghĩ đi, bao nhiêu cái mặt gạt mình quá dễ thương. Họ không dùng cái mặt dễ thương để gạt mình, có nghĩa là họ chơi thiệt. Nên từ nó đó mình vẫn là vội vàng đó. Mình rất là vội vàng. Nên bản thân mình học Phật không được kết quả, nhưng đức cũng vội vàng như quý vị. Thì bỏ ra 15 năm nay cũng vô ích, không biết Phật Pháp là cái gì luôn đó quý vị. Cái Phật Pháp là như thế nào nữa. Chính bản thân những đức học Phật, những đức thấy đúng là Phật Pháp hay thiệt. Phật Pháp cho những đức quá nhiều góc độ, quá nhiều góc độ luôn, quá lợi ích luôn quý vị. Quý vị coi á, như chùa mình quý vị lỡ, quý vị coi, quý vị nhìn nhận, quý vị hãy sâu sắc đi. Một con người cực kỳ đơn giản luôn. Ca sĩ đi đến chùa hát ngồi, nguyên một loạt người phải ngồi đó nghe Pháp. Chưa từng thấy. Chưa từng thấy. Nhiều người dù là ghê gớm gì đi chăng nữa, nhưng mà họ đến là họ đứng phía trước họ hát, mình ngồi phía sau mình nghe. Đó. Còn đi đến chùa mình dù cỡ nào nó theo quy tắc rất phù hợp, là tu sĩ giảng pháp, ca sĩ nghe, xong ca sĩ mới hát, rồi tu sĩ ủng hộ. Quá đặc biệt luôn quý vị. Đó. Nên rất nhiều ca sĩ đến chùa mình nói rằng đến chùa mình là một ngôi chùa rất lạ, là họ đi đến đây họ mới nghe được những cái dám nói họ chân thật. Dám nói họ chân thật. Ca sĩ mà những đức còn nói đừng lỡ đây mà chảnh trẻ ba lá hẹn. Bước ra có cái anh mà ca sĩ mà lâu năm mà nói một câu, đúng chỉ có thầy thôi, nói thiệt. Chưa từng ai mà dám nói một câu gì mà lỡ đây mà hát không nữa. Hát không. Xin thưa quý vị nha, riêng chùa mình là người ta lợi bằng một cái tấm lòng hát thiện nguyện. Vì mình cứ nói vậy đi, còn trong cái tấm lòng đã nghĩ cái gì thì cái chuyện của quý vị. Thấy không? Ai cũng có cái nghĩ á. Nhưng mà mình cứ nói đó là tấm lòng đi, thì thiện nguyện mà người ta đâu có lấy tiền đâu. Mà người ta lỡ người ta hát nhiệt tình vậy mà người ta ngồi nghe Pháp. Đó. Bây giờ đơn giản thôi. Từ đó tới giờ quý vị thấy có ai khùng khùng điên điên mà làm gì không? Khùng khùng điên điên mà không biết làm sao mà được kỳ cục vậy. Mới đặt câu hỏi, ủa khùng khùng điên điên mà tự nhiên sao mà tập trung ca sĩ được mấy chục người lận mà không ai lấy tiền cả. Ok.
Thấy kinh không? Cái này nhiều người ta phải ngồi suy nghĩ luôn. Suy nghĩ là làm cách sao mà kỳ cục cái chuyện không lấy tiền một cách nó ngồi đó đó à, rồi bị gây nữa. Giống ở đó Kim Linh nói một câu, ca sĩ Kim Linh nói một câu, con nghe thầy giảng con biết rồi, thầy nói cái bà nào lỡ đây hát mà nhúng ẹo ẹo lỡ rồi khỏi cho hát luôn, con đâu có dám đâu. Thấy chưa, rõ ràng không? Nó mà người ta dạy đúng, lỡ chùa mà ẹo chi, thấy không? Rồi còn bị chỉnh đốn cái chuyện bận đồ hở hang, thấy chưa? Gặp người ta ai dám nói mấy chuyện này, nói gì sợ đụng chạm. Người ta đều nói một câu nói gì nè, trời cái chuyện đó chuyện của người ta, mình tu lỡ tu đi, mình nói chuyện nó làm gì, nói chi nữa giờ. Bạn nói câu đó thì nói chi nữa, Phật pháp từ bi. Cũng vì vậy nên bây giờ cái xã hội nó thành một ề đó, ai cũng nghĩ rằng là mình nói chi cái chuyện của người ta, cả con mình cũng là chuyện của con mình, là chuyện của người ta hả? Cuối cùng mình cũng không nói được luôn hả? Vì thì nói gì đến cái chuyện giáo dục chân chánh, giáo dục nhiệt tình. Nên ăn tổ ngày nói câu nói rằng có nhiều người nói tôi thường nói chuyện của phụ đàn bà phụ nữ, kể họ tâm tôi là vì họ mà tôi nói đó. Cái gì đọc sách gì có đúng ăn tổ. Ăn tổ là người viết sách nào là nói về chuyện thủ dâm, nói chuyện tà dâm, nói dọn đồ hở hang, nói về đàn bà kinh nguyệt. Ăn tổ thì nói hết trong sách đó, dạy hết luôn. Người ta cũng nói ăn tổ. Ăn tổ nói vị nói tôi kể vị chứ, tâm tôi là vì họ, tôi thương họ mà tôi nói cho họ nghe. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là người mà hiểu thì người ta sẽ được càng ngày càng tốt. Người mà không hiểu thì thôi kết duyên cho họ đi. Nó giống như cái câu chuyện niệm Phật diệt tội, nghịch duyên cũng độ được nữa. Trong cái nghịch duyên vẫn độ được, chỉ có không có cái duyên gì hết mà không độ thôi. Nếu mà bây giờ mà mình mà không tung lên cái thuận và nghịch thì mình đến với cuộc đời này, khi mình về cực lạc mình trở lại, mình sẽ không độ được những người nghịch duyên. Nên mình phải tung lên để cho những tên nghịch duyên nó nhào vô, nó chữ. Để bản thân của mình vẫn là bình thường có gì đâu, vẫn là lên ký, vẫn là cừ được bình thường có gì đâu sợ. Các vị nhớ kỹ, bị chửi không có chết, mà mấy cái thằng chửi không khéo nó chết. Mệt. Chứ mình bị dữ thì có gì đâu mà ăn thua gì. Mình bây giờ người ta vẫn là chơi với mình bình thường, nó có gì đâu sợ. Nên từ nơi đó bị chửi không có chết. Quý vị nhớ, bị làm vợ người ta nghe, chồng bị chửi quý vị không có chết. Quý vị đừng có nặng cái tâm này, quý vị đừng có nói ông nhớ nghe, ông chửi tôi thì chửi được kìa, ông chửi cha mẹ tôi là có được đâu, cho ông biết. Chồng nó nói lên, giờ tao chửi cha mẹ mày đó làm sao, làm gì tao không nghe quá. Bay vô nó quýnh te tôi thì nó còn chỉ thêm câu đó, tao quýnh cha mẹ mày luôn, không biết dạy mày cho mày biết ấy. Chứ đừng có nói nghe mày. Có nhiều khi đàn ông nó tức lên nó chửi gì đó, chàng ơi quý vị, cha mẹ của mình cũng nhiều đời nhiều kiếp chửi nó, bây giờ nó chửi cha mẹ mình lại thôi. Này, mình khi mình tức vào đây nè, cha mẹ tôi chết rồi ông còn lôi lên nữa hả? Ông chết rồi nó chửi thì nó chết đó, chứ ông ăn thua gì, ông bảo có ăn thua gì đâu, đúng không quý vị? Tức chi vậy? Tức mới dạy nè. Nên quý vị mà gặp trường hợp đi khỏi cần tức gì chứ nghe. Nè, khỏi cần tức, quý vị kêu nè, ông ra mộ phần ba mẹ tôi ngoài thắp nhang quỳ lên rồi chửi đi, ra đó chửi đi, chửi mà ba mẹ tôi mà ông đội mồ sống dậy tôi cũng cảm ơn ông. Hiểu không? Còn nếu mà im gu thì ông cứ ngồi đó ông chửi, chửi chút tôi nấu cơm cho ăn, chửi chút coi thằng nào mệt biết liền.
cái mộ nằm im gu, còn thằng này chút nằm ngay cái mộ. Nên quý vị, nếu như mà quý vị là người bị chữ mà quý vị như cái mộ vậy thì đúng là đặc biệt ghê. Hai bên, mỗi bên tự làm việc của mình cho tốt. Thằng làm thiện thì cứ làm việc thiện cho tốt đi, còn thằng làm ác thì cứ làm việc ác cho tốt. Chứ sao, mỗi tên nó có cái việc làm của nó, mình kêu đi làm thiện nó đâu có chịu quý vị, nó thích làm ác. Thì cái thằng làm ác cứ làm cho tốt đi, mày làm đến lúc nào là tự mày sẽ biết tốt hay xấu à? Thật sự quý vị, thật sự quý vị biết rằng là giống như cái câu chuyện mà trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên hay gì, cái câu chuyện mà nó có làm phim hoạt hình luôn. Cái thằng này là thằng ác bá ở cái xếp đó, nó gặp ai nó cũng chửi hết trơn á. Cái bữa đó nó gặp ông quan đi ngang, nó leo lên cây nó đái xuống, leo cây đái xuống. Sau khi mấy anh lính lợi lấy kiếm chọn lên, ông quan nó thôi dùng cái thứ nó không có biết cái gì khùng hết trơn, chứ người ta đàng hoàng ai làm kỳ cục. Thôi mày tha nó đi, tội nghiệp nó. Thôi tao cũng tính toán nó làm cái gì. Rồi xong, ông đi. Cái năm sau nghe tin thằng đó bị giết rồi. Tại vì sao? Nó gặp ông quan dữ dằn đi gan. Nó nói ông quan kia bị tao đái lên đầu, ông chớ hề nói một câu. Ông quan này tao cũng chơi luôn. Chơ ngầm ông quan này dữ quá, quan này bắt nó xử trảm, chặt đầu chết quét. Thì mình lính nó báo cho ông quan mà bị đái lên đầu: đại quan ơi, cái thằng năm ngoái đái đầu quan, nó bị chặt đầu chết queo rồi. Hỏi sao, sao kỳ, sao nó bị chặt đầu chết rồi? Nó gặp ông quan khác dữ hơn quan, nó chơ nữa. Cuối cùng quan khác bắt nó chặt đầu chết quét. Nói, ông thì cái ông quan đầu tiên nói: bởi vì mình có lỗi, cái lỗi của mình là phải chi mình bắt nó mình quýnh dài hèo thì nó sợ, thì nó đâu có dám làm ở quán kia. Vì nghe câu này thì vì sẽ biết những đức thì sao không? Không, những đức đã làm hết trách nhiệm của mình này, những đức đâu có ác. Thế chứ những đức ác thì những đức không cần nói tiếng gì cho nó mệt. Có ngày đây nó bị chặt đầu chết mất công, những đứa cũng nói cho nó nghe hết rồi. Nó tiếp tục nó làm thì nó sẽ gán chịu nó thôi. Những đứa có ăn thua gì đâu, vì thấy những đứa càng cài càng vui mà. Đúng không? Đó, rõ ràng mà chị như đứa, vẫn làm mà. Mới hồi sáng này có cái gia đình mà cũng khổ, cha mẹ mất hết sao, đứa con nó 8 tuổi bệnh rồi, trong bệnh viện nó chết. Chắc ở đây bên mặt nào đó người ta cũng nhờ chùa làm cái hậu sự giùm, mà thấy vậy nó kêu đưa vô phòng hộ niệm. Hộ niệm đấy, mai người ta qua làm cái đám cho nó, nên cũng đơn coi cúc vậy thôi. Ok, giúp được giúp, đúng không quý vị? Nên cuộc đời có mấy năm hơi, nên mình bơ được thì bơ đi. Thế vị cứ nằm y đó kia hoài không làm được gì, uổng không? Nên những đứa thấy cuộc đời nhà đức từ khi gặp Phật pháp tới giờ đúng là những ngày tháng sống ý nghĩa. Ý nghĩa mà. Nên đây là mấy cô trẻ trẻ này rồi nè, mẹ dẫn đoàn đi mình tiếp nói. Nhà đức nói nghe, bây giờ mà biết ngôi chùa mình á, mà biết dẫn đoàn đi, cái vai trò dẫn đoàn đi tu, cái vai trò đó nó thật sự nghe, nếu nói về cương vị là cũng là xã hội cũng đặc biệt lắm đó quý vị. Cái giỡn đâu, đây là 100% đó, được người kính trọng nè, được người quý trọng nè.
lâu lâu cũng có người chửi vài người thôi. À, cũng có chửi nữa, cái gì nó cũng chửi chứ nha. Thì làm trưởng đoàn có khi nó cũng nói mình thương người này nhiều, thương người kia ít đồ, hoặc ưu ái đứa này không biết, không ưu ái tao, nó cũng chửi, đi chung nó cũng chửi, nhưng mà nó ít thôi. Nhưng mà cái cương vị đó là cương vị đặc sắc trong cuộc đời này, thì dẫn ta đi tu, nghe không? Nó có cha mẹ mà dẫn đoàn đi tu, mình kế thừa liền. Dù mình có học thức đó, mình làm cho trò đó đó, làm cho trò đó thử đi rồi sẽ thấy, không đơn giản như mình nghĩ đâu. Đó cũng là một cái cách mà tu duyên tu phước lớn, mà cuộc đời mình đặc biệt lắm á. Nên những đức thấy dẫn người đi tu hay, như bản thân những đức nè được đi tu, còn mình thì mình làm cư sĩ, mình làm vai trò đó, hộ trì tam bảo. Nên những đức nói mấy người mà trẻ trẻ mà có góc độ gì thì đúng là đâu có rảnh. Có thể công việc làm hoài đâu có rảnh. Còn thí dụ như ở nhà rảnh thì lập ra cái trang, lấy những buổi giảng như đức đưa lên, làm viết từ từ cũng có tiền, làm từ từ có tiền luôn, làm cái chuyện làm chủ chính mình, có thời gian được nghe pháp thời gian tu luôn. Những bài giảng, những đức bài giảng nào quan trọng, những câu nào hay mà phù hợp, cắt ra làm TikTok đưa lên kết duyên, cứ rảnh làm việc gì đó, còn tới từng dẫn người đi tu. Có cách hết trơn, bộ không có cách sao. Cứ vậy mà làm, lấy ra vài năm sau cái trang nổi tiếng lên liền. Cái trang mà nổi tiếng lên liền cái gì đâu, mà lúc đó tự nhiên phước báo nó đến với mình, tự mình sẽ biết liền. Phước báo nó đến mình, tiền xài không hết, nó lạ vậy đó. Nên kiên nhẫn làm những cái việc đó, tại vì sao? Vì những buổi giảng, những đức bài giảng nào cũng số lượng người ta coi đông, là hàng Phật tử mà ngồi trực tiếp đông, nên nhiều chương trình. Mà cái trang những đức lại không có lấy tiền, rất là dễ. Mà cái trang những đức mà lấy tiền thì thua. Nhiều người kêu cái trang những đức bật chế độ kiếm tiền đi, nhưng nó không, cả đời những đức cũng không bật chế độ kiếm tiền. Để cho người ta làm, để những đức mong người ta truyền Phật pháp nhiều thêm, quý vị, cho nhiều người được lợi ích. Bây giờ trong tâm những đức nghĩ rằng độ hai mặt, mặt trái mà phải luôn. Lâu lâu mình đưa lên những cái hình ảnh mình khùng khùng được chứ, kiếm cũng được có 1 triệu like được. Tiền chi độ mặt trái, đời này mình đi về cực lạc xong á, độ mặt trái đó, nó giống như ông muốn cứu mẹ ông mà mặt phải á, mà vì tình ái nhiễm không độ được mẹ ông. Ông phải dùng cái thằng mặt trái, thằng ông vua ác này nè, ông lợn giáo hóa nó, giáo hóa nó xong kia. Tại vì ông này ông xóa ngôi cha, giết cha, nên ông chết ông đọa địa ngục liền. Nhưng mà ông này ông nói với ông này, khi ông chết đi tôi sẽ đến tôi hóa độ cho ông, từ hóa độ cái ông này nè mà cứu độ mẹ ông. Đó, độ mặt trái đó chưa. Nên từ nơi đó quý vị à, trong Phật pháp có duyên thì mới độ được, thuận nghịch gì cũng độ được. Chỉ có cái là chúng ta không có duyên gì hết, vô duyên vô dụng, có biết không, có cái cảm giác gì. Quý vị biết rằng nghe, có duyên gặp nhau thì gặp phải tư đúng không, sướng đó, có duyên. Còn vô duyên thì quý vị nhớ nghe, hai vị trí này y rang luôn. Có duyên á thì mình tự nhiên mình đi kiếm nó, mình đi quan sát coi có có thằng đó, con nhỏ đó ở đây không. Có duyên mình đi kiếm, mình quạt đi kiếm. Nhưng mà nó nghịch duyên là nó ghét, nó cũng quạt đó quý vị, nó cũng đi kiếm nữa, 100% luôn. Chính cái bà này ba lần mới gặp như thế, nó nè, con nói thiệt với thầy nghe, con ghét thầy không tưởng tượng được, con ghét của thầy không tưởng tượng được, con ghét dữ lắm luôn. Tại vì thầy giảng cái mặt thầy nó quá kỳ cục,
con ghét thầy, đừng có nói nữa mà con ghét thầy, mà con ghét luôn tất cả những cái bà mà nghe thầy giảng. Với mấy cái ông mà nghe thầy giảng mà cười. Là chính bà lại mới nói như Đức nghe mà bà nói là con ghét không tưởng tượng được luôn. Mà con ghét mà nói mà chàng tại sao mình ghét như vậy mà ở dưới nó ngồi nó cười như vậy hay thiệt. Rồi mấy nhìn qua thì thấy mấy ông đàn ông cũng ngồi nghe cô nói không tưởng tượng được. Tại sao mà những con người này làm được điều này? Con ghét luôn, ghét hết tất cả mấy người đó. Thầy biết rằng là con quá trời ghét thầy. Mà nói thiệt không có buổi giảng của nào của thầy giảng mà con không nghe. Bà nói vậy chàng. Bà nói là con nghe thầy không phải học mà là con ghét thầy mà con nghe. Con ghét là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật là con đều coi trực tiếp. Coi trực tiếp xong làm phim tiếp tục coi nữa. Coi mà là không phải nghe để mà tu mà là ghét. Nghe rồi chữ. Rồi nó coi kìa có cái mặt kìa, có cái mặt kia. Bà nói rõ ràng là bà nói như Đức là khi như Đức giảng là bà ngoài bà ngồi bà nghe nó có cái mặt kia thôi. Làm gì đó. Ghét như nó bị. À thì mình học được liền. À thì ra thương nó cũng quan sát mà ghét nó cũng quan sát, nó đều quan sát hết quý vị. À vậy thì hai loại này là đều là hai loại duyên. Mà nếu mà mình nói nó là nghịch duyên là do tâm mình nghịch thì nó mới nghịch, chứ nếu mà tâm mình thuận thì nó không có nghịch, không có nghịch quý vị. À, có nhiều người, một số người nói thầy đừng có coi mấy cái bình luận nó chửi thầy. Thầy coi mấy cái bình luận nó chửi thầy sẽ bị ảnh hưởng cái tâm. Những đức nói tao phải coi. Tao coi để rồi bản thân của tao không ổn định. Rồi tao không ổn định chỗ nào tao phải chỉnh lại chỗ đó. Hiểu không? Mình ghen bởi vì mình muốn về cực lạc mà. Thì mình coi đi, mình tức xong rồi mình phải chỉnh cái chỗ tức đó lại. Ốc nào lỏng mình dặn lại. Ốc nào lỏng mình dặn lại. Chứ mình không coi mai mốt mình bị tác dụng phụ thì sao? Bây giờ mình chủ động còn hơn là mình bị động. Đó. Thì thấy không? Tu hành á. Tu hành là khéo tu hay không khéo tu thôi. Thật sự mà nói, nếu mà khéo tu thì trong cái mặt trái nó cũng là thuận. Giúp quý vị không? 100% quý vị cái câu này quý vị phải nhớ nè nghe. Rồi quý vị mới thật sự biết ơn nè. Từ đó giờ chúng ta nói nên biết ơn những người chửi mắng ta. Xạo. Chửi mắng mình mà biết ơn. Có cửa đó đâu. Nên giống như cái câu nói là gì ai chửi mắng thì ta giả đi. Đợi khi người hết giận ta khuyên. Không có cửa đó đâu. Dễ giả điếc lắm hả? Nó chửi mình, nó ngay mình nghe rồi mình thôi vô mỏ nó thôi. Chứ mà quý vị giả điếc. Cái câu thì nói là nói vậy thôi, chứ quý vị nói làm dễ lắm hả? Và nói ai chửi mắng mình cảm ơn. Dễ cảm ơn lắm. Nhưng quý vị hiểu nguyên lý thì quý vị mới cảm ơn. Thật sự hiểu nguyên lý thì thật sự cảm ơn luôn. Thật sự cảm ơn từ tâm luôn. Chứ không phải là cảm ơn bằng cái miệng bình thường, mà là từ tâm cảm ơn. Chứ không phải là cảm ơn bình thường. 100% quý vị luôn. Bữa đó bất chợt tự nhiên Như Đức giảng cái câu này. Bất chợt thôi, Như Đức không nghĩ tới. Cái câu mà gọi là rõ ràng mình cảm ơn họ thiệt. Vì nếu như mà họ không gom một lực lượng người để mà quán hận mình lại một chỗ, thì cái nợ này mình trả lâu quá. Và khi cặn tư nghiệp nó sẽ đi tìm mình, đúc lắm bị động chết mù. Còn bây giờ đang cái lúc mình đang đương thời, đang có của, đang có vốn sẵn rồi, đang còn khỏe, đang có vốn quý vị, nó gom lại hết, nó chở. Cuối cùng bây giờ mình mới hiểu thì ra cảm ơn. Tại vì sao? Vì lúc này họ gom lại một chỗ rồi nó tung ra, nó bụp mình một lọt luôn. Tại vì nó theo một cái tố quý vị, cái tố nó theo một lọt luôn, rồi nó tập trung lại một nhóm của nó là giống hệt gì, rồi nó bụp mình. Thì lúc đó là cái lúc mà mình phải thông tâm, rồi thì giải nợ vô cùng đặc biệt một lúc luôn. Có nghĩa là bản thân họ thì kiếm chút danh lợi quý vị, kiếm chút lợi nhuận tội lỗi, nhưng mà họ lại giúp giùm những đức là họ gom đi giùm, nó kiếm nó đi moi móc ở hang cùng ngõ hẻm, nó lụm lặt gom lại hết rồi đem về giùm những đức một chỗ.
Mà những đức bây giờ đang đương thời, đang khỏe quý vị, đang tỉnh táo, đang khỏe, đang tài lực, nhân lực, quyền lực nó đều có đầy đủ. Thì bây giờ nó lỡ chơi đi, lỡ để nó đòi đi, mình trả thoải mái luôn. Trả thoải mái quý vị, chứ sao bây giờ. Nhưng mà nếu như mà không khéo cặn tử nghiệp quý vị là nguy hiểm. Cặn tử nghiệp là nguy hiểm. Cặn tử nghiệp là mình yếu bớt đi. Mà đã yếu rồi và mình mọi mặt mình đều thiếu hết, mà nó lúc đó đến đòi là mình chết chắc khó dặn sạch, nó thành quan gia hết rồi. Nó còn bây giờ thì mình còn đủ sức lực để mình giải quyết vấn đề đó. Nên mình thấy rõ ràng những đức nói anh em giúp giùm tôi đi, gom về giùm tôi một chỗ giùm. Nó gom lại một chỗ hết quý vị, nó lập ra một cái trang giùm cho mình luôn, rồi nó đưa mình ra, nó tập trung vô đó một loạt hết, nó gom về, nó tập trung hết chỗ về. Thì trong vòng nửa năm, năm mình giải quyết xong hết vấn đề. Thật sẽ luôn quý vị, chứ sao bây giờ. Một lúc xong luôn. Nếu mà nói về tu thiền thì người ta đốn xả để mà minh tâm kiến tánh thành Phật. Còn mình thì đốn nghiệp là một lúc giải quyết xong vấn đề. Xong thiền gọn hết đâu vào đó luôn. Còn mỗi ngày thì mình tiếp tục nuôi người già, làm những việc thiện của mình, hướng dẫn người tu. Họ thì những điểm khác, họ công kích này kia mình, bên đó mình trả cho xong. Còn bên đây mình tiếp tục tăng phước thiện của mình lên, tăng phước thiện mình lên. Thật lòng 100% trước ngôi Tam Bảo là những đức thật sự cảm ơn họ. Đây là nói thật lòng là hiểu, hiểu để cảm ơn họ, chứ không phải là bằng cái câu nói mù mờ là ai chửi mắng thì ta giả điếc. Tôi không có điếc, tôi nghe rõ ràng luôn. Và bây giờ cảm ơn là thật sự hiểu để cảm ơn, hiểu để cảm ơn. Nên trong Phật pháp quý vị hãy giúp quý vị nhìn thấu đi. Khi nhìn thấu rồi quý vị sẽ thấy an lạc lắm, thật sự luôn. Còn quý vị không nhìn thấu quý vị sẽ tức tối lắm. Dù quý vị có che cỡ nào thì chăng nữa, nó dẫn là từ cái nội tâm ác quý vị nó nổi lên liền. Không có cảm ơn đâu quý vị à. Mà nếu quý vị là người thật sự nhìn thấu thì quý vị cảm ơn từ tâm, cảm ơn từ tâm, chứ không có ác tâm. Yên tâm đi, nếu đời này những đức gì cực lạc, chắc chắn 100% những đức không bỏ quý vị đâu. Chắc luôn là không bỏ đâu. Đúng không? Đó. Tôi nói thiệt mà mấy cái nàng mà ủng hộ tôi nè, mấy cái nàng tiên cá, mấy cái nàng tiên cá mà ủng hộ tôi nghe, trước nhất là tôi đem về trước. Hiểu không? À, rồi mấy cái chàng tiên cá tôi cũng đem về trước. Hiểu không? Nên, còn mấy cái thằng nào á, con nào á mà chửi mắng tôi đem về sao quá. Chứ sao giờ quý vị, quý vị nói gì phù hợp rồi đúng không? Chứ người ta quơ tay quơ chân chết mồ luôn. Thầy nói đem mình về sao, chàng ở kỳ cục ghê. Phải nói cho nó phù hợp chứ quý vị. À, đó. Nên nếu như mà tôi về cực lạc là tôi nhất định tôi coi có cái bà nào mà ở đây á mà tôi giảng ủng hộ cười vui vẻ quan hệ, hay ngồi ở cái góc nào, hay ngồi ở nhà, hay ngồi trong phòng, hay ngồi gốc cây giờ này rồi đó, mà vui vẻ quan hệ ngồi nghe đó. Nếu mà chưa về cực lạc được đó, vì vấn đề gì đó thì nhất định tôi trở lại nha, tôi kéo với bà đi. Hiểu không? Đó. À. À, coi hậu minh hậu xài vậy đó, dán sạch hết chân luôn, dán hết. Từ nơi đó quý vị biết rằng là như đại lão hòa thượng Diệu Liên á, 48 lời nguyện mà phát lên thêm một cái nguyện 49. Hòa thượng Diệu Liên á, vì từng nghe chưa, nguyện 49 là gì? Ai nhìn thấy tôi,
ai nghe tiếng tôi. Chỉ cần có nhân duyên, nhất định tôi sẽ cứu độ người đó về thế giới cực lạc. Nguyện cũng dữ quá. Thượng Diệu Liên có duyên đó quý vị. Tại vì những vị đó mà quý vị coi như là Thượng Diệu Liên mà ngày tu bắt Chu Tam Muội. Cái môn tu đó khó, tin niệm Phật mà khó. Đứng mấy chục ngày. Đứng mấy chục ngày lấy dây buộc hai cái tay treo toàn ten. Thì coi á, nó không ghê chưa? Đứng mấy chục ngày niệm Phật, treo hai cái tay thẳng cái gì nè. Giang hai cái tay ra gì buộc lại. Rồi sợi dây buộc ngay cái gần cổ. Để khi bị ngủ gục mà gặt xuống thì nó xiết họng rồi kéo lên. Chơi gì vậy đó? Mấy chục ngày. Ghê chưa? No thấy chưa? Tu môn này không đơn giản quý vị. Nó thôi mình không dám học ngày, cái ngày là cao thủ rồi. Mình thi thủ thôi. Thi thủ là sao? Là lúc nóng nhảy sông tắm chơi vậy đó. Cái ngày thì quá dữ dàng. Mấy chục ngày mà tu vậy đó. Ghê không? Nó mình thì không dám rồi. Chơi gì không nổi. Làm việc gì nhẹ thôi. Nói hoặc ai gì đà con yếu. Môn nó chơi không nổi. Nên là mọi người có góc độ độ sanh khác nhau. Thôi giờ Phật A Di Đà con phát nguyện à, mà con mà có nhân duyên mà đến với cái cõi đời để giúp chúng sanh, cho con cái nhân duyên mà đẹp trai giàu rồi giống như nói chuyện rồi có duyên rồi được nhiều phái nữ thương yêu, độ mấy bà, dẫn mấy bà đi chứ không có gì chứ. Mình đã về cực lạc rồi mình còn sợ cái gì nữa chàng. Đó là phát nguyện khi mình về cực lạc mình trở lại á, là mình là có chiếc áo giáp rồi. Tụng kinh Vô Lượng Thọ bị nghe chưa? Là cái người mà ở trong cái cõi đời này mà độ sanh á, thấy không? Là quý vị mà ở cõi đời này bị độ sanh, mấy vị tu hành mà bị giảng sanh, là giống như quý vị lúc ở đương thờ ở cõi đời này bị tu, mà quý vị đã phát nguyện quá mạnh. Tuy Phật chưa thọ ký, Phật chưa đem chiếc áo giáp bằng cho quý vị, nhưng mà thật sự Phật đã bảo vệ quý vị. Đó. Còn quý vị về thế giới cực lạc, quý vị trở lại cõi này là quý vị đã có chiếc áo giáp rồi. Ý nói chiếc áo giáp này là cái gì biết không? Là quý vị đạt được khả năng nhẫn nại, kiên cố. Cái nhẫn nại kiên cố là áo giáp đó quý vị. Chứ không phải chiếc áo giáp là cứng gì đâu, không phải vậy quá. Áo giáp mà cứng bặn nóng chích mồ ai chịu nổi. Mà cái áo giáp ý nói là sự nhẫn nại kiên cố, kiên định nhẫn nại. Nó không có bị trở ngại, kích động gì hết chứ. Nó là chữ nhẫn á. Thành tựu của con người học Phật là lớn nhất là nhẫn. Nên mình về cực lạc mình trở lại mình đạt vô lượng nhẫn. Đó. Đạt vô lượng nhẫn rồi thì quý vị coi bây giờ ở cái cõi đời này quý vị sẽ không mê nhân quả. Vì không mê nhân quả, người đại tu hành không mê trong nhân quả. Bây giờ mình học làm sao mình trong nhân quả, mình phải tỉnh nè. Không mê trong nhân quả, mình mê trong nhân quả mình tiêu rồi. Mà mê trong nhân quả là mình phiền não liền. Mê trong nhân quả là mê trong chồng, mê trong con, mê trong vợ, mê trong của cải vật chất. Mình mê hoặc điên đảo ở trong đó. Mình không biết được mình đang làm cái gì ở trong đó thì mình thua. Nhưng mà khi đã biết rồi thì mình hãy diễn bình thường, giống như những con người bình thường ở cuộc đời này vậy đó. Biết rồi. Khi mình đã biết rồi thì mình sẽ là người bình thường. Nó chỉ có con người không biết thì làm chuyện phi thường thôi. Chứ người đã biết rồi thì mình sẽ làm chuyện bình thường. Mình làm chuyện bình thường cũng còn bình thường hơn những người bình thường chứ biết tu nữa. Nhưng mà mình lại không mê hoặc điên đảo như họ. Tại vì mình đã tỉnh rồi. Mình tỉnh rồi thì mình vẫn nói mình là kẻ mê. Tại vì sao? Vì mình nói mình là kẻ mê, mình ở trong cái mê đó mình mới độ cái người mê. Nhớ kỹ nghe quý vị. Đó. Nên á, mỗi một người mình đó quý vị, học Phật á,
Quý vị học làm sao? Quý vị hãy tỉnh cái cõi đời này đi. Nó nghĩa là tỉnh mộng đi. Đừng có mê trong cái mộng cuộc đời này. Mình đã nhiều đời nhiều kiếp là mình mê trong cái mộng cuộc đời này quý vị ơi. Bây giờ mình dính tình là ái tình, dính tiền là ái tiền, dính sắc là ái sắc, mà dính danh là ái danh. Dính gì? Lụm này bám luôn chắc luôn không buông ra. Thì bây giờ đây là mộng, bây giờ mình hãy nhận thức sâu sắc đi. Mình tỉnh mộng đi rồi mình vẫn sống trong cái mộng đó bình thường. Nhưng mà mình đã tỉnh rồi, tỉnh nhưng vẫn sống trong mộng. Tại vì sao? Vì người ta đang trong mộng, nên mình cũng diễn cái giấc mộng đẹp cho người ta cảm giác thích thú. Rồi người ta chạy đến với mình, rồi mình từ trong mộng đó mà mình dẫn người ta ra khỏi mộng. Nghe không? Chùa chiền cũng là mộng. Mộng nhưng mà phải có ngôi chùa để cho người ta ở. Người ta đi chạy ngoài đường thấy chùa, công nhận chùa cao, chùa đẹp ghê. Cha mẹ ở đây ha, dẫn bạn bè đến, bạn bè nói công nhận cha mẹ mày được ở đây, công nhận đặc biệt thiệt nha. Nhà mình mà có khi không bằng cái chùa này. Chùa đẹp quá, sạch sẽ quá. Mẹ mẹ cha mẹ ở đây là quá xứng đáng à. À, lâu lâu đến đây chơi cũng được. Được. Đó. Thấy không? Nó hòa thượng ngày ngày tạo ra cái giấc mộng cho chúng sanh. Rồi ngày kêu những đức phải từ trong mộng đó mà dẫn người ta ra. Nha. Mình biết làm sao chuyện của những đức chứ. Chuyện hòa thượng là chuyện xây chùa, có chuyện làm sao chuyện của những đức. Chuyện hòa thượng xây chùa miễn có chùa, làm tàu thì miễn có tàu được. Còn những đức đưa người ta đi thì cái chuyện đó của những đức. Đưa đi về cực lạc hay đưa đi về cực khổ, chuyện của những đức. Không? Đó, hai thầy trò mà kết hợp nhịp nhàng. Không mà cái trong cái cuộc đời này là cũng hiếm có thầy trò nào mà chơi chung nhau vậy là ngon rồi đó quý vị. Hiếm á. Giờ thầy thì xây chùa cao Phật lớn mà đệ tử thì vơ tay vơ chân ở chùa này. Khó tìm mà đó. Đừng có chuyện dẫn chơi, bởi vì cũng Phật sắp xếp cho mình nè. Thầy tạo sẵn chùa chiền của mình thì hô hà đồ chứ. Mà trẻ thì vẫn hô nổi. Bà thượng nói rõ ràng, trẻ thì hô nổi chứ già sao hô. Không còn sức để hô. Nên từ nơi đó mấy vị biết rằng là những đức dẫn dắt con người tu. Từ từ hòa thượng mình thấy cái ông này ông làm, ông có phương pháp. Tuy nhìn ông làm thì ban đầu cũng thấy lo, thấy ông làm sao ngộ quá, làm nhiều cái rất kỳ cục. Nhưng mà cái ý đồ ông này cũng không ai đoán được. Ý đồ ông làm không ai đoán nổi. Không ai đoán được đúng không? Làm sao biết mà từ một con người ở nơi mà thu hút được bao nhiêu con người về, chuyện này là đơn giản đúng quý vị đó. Cái quan trọng của chúng ta vẫn nhìn cái gì? Cái quan trọng vẫn là nhìn quý vị phát huy thôi. Còn cái phương pháp thì nó nhiều cách. Bây giờ mình nói phương pháp này hay, hay mà nó không thành công thì cũng dở. Phương pháp này dở, dở mà thành công cũng thành hay. Thì thành công thôi chứ. Quý vị coi bây giờ mình thấy mình chơi cũng nhiệt tình chứ. Thấy rằng là như khăn tặng là mình thấy nhiệt tình rồi đó. Chơi nhiệt tình rồi còn gì? Nè, mấy lần rồi mình tặng hết trơn rồi. Lễ lọc này sao thiếu? Thiếu đâu? Thiếu rồi thôi. 20 mấy ngàn cái mà thiếu rồi thôi. Thiếu thuốc. Đèn bông sen bữa nay về 30 ngàn cái. Nay về 30 ngàn cái à. Rồi mình chương trình Phật đản xong, mình chắc coi Phật đản ngay thứ tư phải không? Thứ tư thì bỏ tuần đó đi. Tuần sau thứ năm.
thứ năm của từng sao, hiểu không? Thứ tư thì từng à vậy là còn có từng nữa, từng rồi phải không? Từng sao, từng sao là còn có từng nữa, tại nằm thứ năm chương trình mình tổ chức thứ sáu chứ, tổ chức thứ sáu, thứ sáu thứ bảy chủ nhật, đúng rồi, thứ sáu rồi, thứ sáu từng sao là khiếm thị. Tính đi. Nên là tất cả các chị em trưởng đoàn á, những người đi chung đồ đó, kết hợp với nhau có chút ít đồ cho người khiếm thị, tùy vị. Và chuyện những đức làm là chuyện của những đức. Còn Phật tử khắp nơi nơi thì ai thích làm thì làm thôi. Tôi làm rồi tôi làm, không nói dòng vô. Vậy thôi à, không ai bị áp lực gì chứ, nghe không? Nó là thứ sáu tuần sau. Mình tại vì thứ tư, thứ năm. Phải không? Thứ tư, thứ năm. Thứ năm là mùng 9 phải không? Thứ năm là mùng 9 bên Hộ Pháp vẫn còn buổi. Đó, Hộ Pháp vẫn còn buổi. À, chủ nhật hình như là chủ nhật là nằm ngay sinh nhật Bác Hồ. Phải không? Phải không? Ở đó lịch những đức hỏi mà. Chủ nhật là mình tổ chức cái chương trình sinh nhật Bác Hồ. Nghe không? Mình là cũng là người dân Việt Nam, mình phải nhớ tới Bác Hồ chứ, Hồ Chí Minh kính yêu. Nghe không? Đó. Nên chùa nhiều chương trình quá. Nghe không? Thế nên mình cũng giảng pháp nhớ ơn bác. Rồi mình phóng sanh hồi hướng cho bác. Mình cúng đi thực biết đâu ngày đó chiến sĩ chẳng vong được người ta cũng đến. Thấy không? Đó, nên mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Nói mà 34, 1 tháng 5 mình tổ chức 2 ngày thấy cũng ý nghĩa quá vậy. Quang năm nghe 34, 1 tháng 5 tổ chức nghe, là cái lịch ca sĩ hát là hát nhiều bài hát về việc đất nước đó. Quang năm á, Quang năm là phải cho mấy anh chị ca sĩ hát á, mấy bài hát về đất nước á quý vị ơi, hay á, nhạc đó hay ghê, ngay 34, 1 năm hay vì ý nghĩa, nào, nên á, mình á mà nghĩ đến là chiến sĩ trận vong mà này kia đồ. Ai mà lạng hoạn với mình, mấy anh với tiến sĩ sát súng ra vượt chết mồ hết trơn. Ông để ông người nghĩ tới tôi hoài mà ông lạng hoạn đụng ông cầm súng vượt chạy chết mồ chứ. Nên quý vị biết rằng là cái tâm mình cứ nghĩ dùng nhiều cái phương tiện để trong cái cõi hiện tại kiếp nạn nhân sinh nhiều quá. Nội mà thời tiết nóng bức rồi, bốn mùa xuân hạ thu đông nó không ổn định. Bây giờ muốn nó ổn định lại, đỡ lại thì phải nhiều người túc. Nên cái nghĩ của những đức mà tặng tượng Phật cho gia đình là đây là cái nghĩ không đơn giản. Đời quý vị nó qua thêm vài đời nữa đó, ảnh hưởng đó. Cái bộ tượng Phật đó, mấy đời gia đình quý vị đó, đời sau này mấy đứa nhỏ nhỏ nó dám đụng đến mới sợ. Bộ tượng Phật tới đời ông cứu sơ tôi tới bây giờ mình dám đụng vô mới đơn giản, đúng không? Nó nên từ đời nói con cháu đây bộ tượng Phật nghe, cha mẹ thỉnh trong chùa đem về, từ khi thỉnh bộ tượng Phật về tu tập ở nhà, gia đình bình an sống tốt, từng đời con cháu cái truyền nói xuống cái lời nói đó đó, để cho ảnh hưởng chích chét, chích chí chét gì đó, nghe không? Đó, cái bộ những bộ tượng Phật mà tặng đó đó, tại gia đình công phu sáng tối, viết cái gia đạo quý vị tốt, rất là tốt, hiểu không? Bây giờ mà nhân đức bận nha quý vị, không lên chánh điện, bận công việc không lên chánh điện được luôn. Mà ở trong vòng nghe 10 phút, 15 phút, 7 phút, 5 phút làm liên liên, rảnh là vô phòng lễ Phật một chút, gươm lại, ngày cũng được tiếng mấy.
gom gom lại chứ sao. Mình phải tự mình siêng tu thôi chứ ai tu giùm cho mình. Ai ăn nấy no mà ai tu thì có chứng. Ý thì chứng. Từ nơi đó mà mình phải gán thôi. Bây giờ mình không gán ai gán cho mình. Mình làm biếng mình gán mình chịu. Bây giờ mình còn cái thân này còn sức khỏe, bản thân mình gán nè. Mình gán mình gánh lúc nào mình lễ Phật lúc nấy. Nên tất cả Phật tử nhớ bạn biểu không tu được hết thờ thì mình tu nửa thờ. Mình tu nửa thờ lúc nào mình rảnh mình tu nửa thờ nữa. Hoặc là 10 phút, 15 phút bắt cái máy này nè cũng lễ Phật được. Trong phòng Nhân Đức cái máy này không nè, Nhân Đức bật ngay cái điều lễ Phật. Ai lại 4 chữ, lại 6 chữ, lại. Mà Nhân Đức lại 4 chữ không à. Bắt lên cái là Nhân Đức quỳ trước. Bắt lên cái quỳ trước. Quỳ trước thì cái nhịp đầu tiên của nó là nhịp xá. Mà nhịp thứ hai của nó là cái liệp ken. Ken lại xuống liền, ken đứng lên rồi nó vô lùng. Rồi lễ hoài vậy đó. Mà nhìn lễ được 15 phút mà đi làm việc rồi thì xá vọng cái, xá cái. Mà phòng Nhân Đức mới để Phật. Nhân Đức nhìn vô tường những đức lễ tranh vẽ gì đó. Mà Nhân Đức lễ Nhân Đức mới nhìn thấy cái gì đâu. Không có thấy tranh, không thấy núi non gì đâu. Lễ Phật là lễ Phật thôi chứ không có nhìn thấy cái gì chứ á. Nhìn mà cũng không thấy cái gì chứ á. Cứ niệm Phật lễ Phật thôi. Tranh hay tượng Phật gì cũng được. Tranh cũng được mà tượng Phật cũng được. Hình gì cũng được. Kệ mặc kệ. Nhân Đức cứ niệm Phật lễ Phật của chuyện của Nhân Đức kìa. Ghi Nhân Đức là vậy đó. Bật lên cái là lễ Phật à. Lễ 10 phút, 15 phút, 7 phút, 8 phút. Lễ chút có người gõ cửa kêu có công chuyện thì bước ra. Vậy đó một ngày gom gom được tiếng mấy. Rồi cũng giảng pháp được luôn, nấu ăn được luôn. Tiếp Phật tử được luôn, kiếm tiền được luôn. Mặt nào cũng được hết trơn. Ngộ chưa? Nên Nhân Đức quý vị ở chợ búa gì, buôn bán gì, sạp giải gì, sạp dép gì, chỗ nhỏ nhỏ đó, bật cái máy lên, đừng ăn khỏi tranh Phật gì chứ, mình lễ đi, cái lễ Phật bình thường vậy đó, cái lễ Phật là Phật chứng cho mình là khỏi tranh tượng, còn nhà thì có tượng, nhà mình thì cái nơi thờ cúng ra thờ cúng, còn trong phòng mình đồ thì nếu mà bị có tranh thì bị học giống cái bà nghịch duyên á. Ấy xong mới quắn lại. Còn nếu mà không có thì cũng được, đâu có sao đâu. Nên cái chỗ bán đồ cũng lễ Phật được ý. Và Thí đó, Thí Hà Nội á. Màng ơi. Màng ơi. Nên tất cả những người mà mình thường dùng cái câu kêu chợ ơi quý vị. Những đức chỉ quý vị cách, những đức ngày xưa vui kêu chợ ơi lắm nha. Mà một lần bị người ta bắt lỗi nha quý vị. Bỏ luôn tới giờ. Là Nhân Đức kêu chàng ơi đó, mày thấy chưa? Một là chàng ơi, hai là màng ơi. Thấy chưa? Hai câu đó bị đổi qua câu chờ ơi. Mình đừng kêu chờ ơi, mình kêu màng ơi hoặc là chàng ơi. Cứ nhắn dễ thương quý vị. Đó, nghe là đổi qua danh từ khác. Mình đừng kêu chờ ơi nữa. Nếu không? Còn nếu như mình kêu Phật cô thì càng tốt. Đúng không? Phật cô. Ở bên kia, ở đây này có con bé nó tu, mà con nhỏ này nó bị thần kinh. Hay, kể đi nghe chuyện này hay. Không đơn giản chút nào. Thần kinh nghe, mà uống thuốc thần kinh nghe. Tiêu. Tuy là trước mắt thấy nó vậy đó, mà tiêu. Tiêu bộ não về sao? Đến lúc mà nó phát động là rồi xong. Bộ não này cái như là xí bùm bùm. Tiêu 100% luôn. Tại thuốc đó là thuốc nó câu, giống như nó chịu lại thôi quý vị. Nhưng mà đến lúc mà cái nào nó cũng bứt hết trơn, lấy gì chịu. Đó, thì con bé này nó bị thần kinh. Nó nói trong chùa mình lúc đó cũng định kêu ba mẹ đưa nó về. Thì nó tu cái lúc đó năm ngoái gì đó, nó mùa dịch á, giờ nó bị
nó bị nó cũng bị dịch luôn, cái nó căng thần kinh luôn. À, có lần mà quý thầy đi ngang mà cái bữa đó cái chương trình gì đó mà bên kia thì ưa rước quý thầy đi á, gì mà nó đứng ở trên nó cầm mười mấy đôi dép nó nói nè bay chè ngô dép đó, nó liền xuống bài vô vô ông đập đấy. Hòa thượng gì chạy chết vô hết chứ, cầm mười mấy đôi dép nó làm nè bay. Bây giờ thì nói bà trợn thì ai nói nữa, nó bây giờ nó bây giờ chịu thua quý vị. Có một lần nó leo lên trên cái cầu thang, bây giờ nó leo lên cái lan can á, nó đứng nó, bữa đó tự nhiên sao những đứa ở đâu, những đứa vừa đi lên nó đứng lên cầu thang làm nè ba là nó định nhảy xuống rồi đó. Những đứa á, những đứa ba lần đứa chụp phải cái chân đó gịch vô, mà nó cũng ghế, nó cũng 18, 19 tuổi. Thôi bây giờ lúc đó mình kỵ cấm kỵ gì giờ ôm ngang luôn á. Đúng không? Cứu người vừa cứu lửa vậy. Cứu người vừa cứu lửa. Thì lúc đó là cứu người thôi mà không suy nghĩ chứ. Nếu mình ôm tuốt cái dây hai cái chân chứ mình gịch thì bật cái đầu nó đụt đập vô tường cũng chết. Đúng quý vị? Chơi gì sao mà được? Làm người ai làm thế? Đúng không? Mình câu ngay luôn. Chỉ có ngay điểm giữa thôi thì nó mới giữ được thăng bằng, quý vị công nhận không? Câu ngang thì mình chụp luôn, kéo vô. À, cứu người thì cứu lửa mà anh Viện. Lúc này mà còn nói cái chuyện gì nam nữ gì, thấy không? Cứu người là quan trọng. Đó. Nên lúc đó mình cứu được nó. Chứ em thôi là nó bay tiêu rồi. Nó vậy đó nghe, không uống thuốc gì hết. Nhưng mà nhỏ này nó được có một cái là cô Hải bên kia dẫn nó đi tu, nó đi. Đi lên lễ Phật, lên lễ Phật. Dẫn đi tu là đi tu. Vậy đó. Vậy mà nó tu xong không uống thuốc gì nó hết. Nó hết. Nó nghĩa là duyên nó là đặc biệt nhất. Là đa vào ngồi đó về như Đức thấy à. Đều phải uống thuốc và mới gì. Giống như bình tĩnh lại chút. Nhưng duyên nhỏ này không uống luôn. Xong nó trở lại bình thường. Giờ trở lại bình thường đi làm với mấy cô bình thường. Nhưng mà lâu lâu mà nóng quá, nắng đồ dữ quá đó nghe, thì nó cũng tưng tưng chút, không có sao, không có quá đáng. Có một lần mắc cười mà nó biết bắt lỗi được dữ lắm nghe. Thì có một lần nó gặp mà sư cô, nó chắp tay niệm A Di Đà Phật và sư cô Mô Phật. Nó lỡ nói sư cô, sư cô thiếu lịch sự. Sư cô nói ê vậy mày nói gì vậy mày, tự nhiên mày nói tao thiếu lịch sự là sao, tao làm gì thiếu lịch sự? Con niệm với sư cô là A Di Đà Phật, tại sao sư cô niệm với con Mô Phật thiếu hai chữ? Đúng ra con nghe thầy con dạy cái gì nó cũng phải có lời. Con niệm A Di Đà Phật thì sư cô phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vậy thì mới có lịch sự. Các vị nghe không? Nghe rồi mai mốt rồi kinh nghiệm nghe chưa? Tại cái câu chuyện vậy thôi mà tùy quý vị suy nghĩ. Rồi xong quý vị biết rằng mà sư cô bà tức quá, bà vô bà gặp mấy cái cô trưởng biết mét. Cô trưởng biết của nói dạ sư cô ơi, con bé này nó không có nằm danh sách công an. Mày ủa là sao? Nó dạ nó bị thần kinh á. Gì thần kinh? Thần kinh mà. Ừ thần kinh cô ơi. À thần kinh, nó thần kinh thì thôi. Nó quý thầy đi gan mà nó còn liệt dép, nó kêu bay mà. Sư cô còn dám nói với nó nữa, có ngày nó xử sư cô luôn. Nó không có nằm trong danh sách công an. Tới câu bắt cười đi ghê không? Nó bị biết rồi. Nó là không uống thuốc đó mà niệm Phật mà nó tương đối trở lại ổn định. Giờ vẫn ở trong chùa. Vẫn ở trong chùa. Con bé Hương á. Bên này làm con tên bé Hương. Mập mập là không uống thuốc. Thấy của mình nhỏ đó là rõ ràng là nếu mà tin. Tin mà gia đình mà có người vậy mà chịu mà mình cố gắng mình tu mình dẫn theo.
Không, mà tu dẫn theo nhà mình á, trong phòng mình á, trong nhà mình đồ này kia, chứ đừng có dẫn vô chùa nó quậy chết mồ trong chùa nữa, chịu không nổi luôn. Tu mình dẫn theo là giống như trong chánh điện nhà mình, mình dẫn lên cho nó ngồi đó đó, mình lễ Phật bắt nó lễ theo, vậy đó mà từ từ có sự thay đổi đó quý vị. Chuyển hóa đâu mà chuyện giận chơi đâu nghe. Câu Phật hiệu này rất là hay, đều giải quyết được vấn đề hết, chắc chắn vị sẽ giải quyết được nhiều vấn đề lắm nếu như quý vị chân thật mà tin. Chân thật tin giải quyết được rất nhiều vấn đề buồn khổ thất tình thất cổ gì cũng gì giải quyết được hết. Quý vị biết rằng hả, quý vị coi mà ăn tổ ngày nói lên cái câu, quý vị coi hay cỡ nào chưa. Nếu người bệnh đau mà niệm Phật thì thỏa mãn, còn tiêu nghiệp hết bệnh, còn thỏa mãn hết thì được Phật Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Câu này hay không tưởng tượng được. Bây giờ thỏa mãn còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, còn thỏa mãn mà tiêu nghiệp hết bệnh. Còn nếu bác sĩ chị thì thỏa mãn còn cũng hết bệnh mà nó không có tiêu nghiệp, mà niệm Phật thì tiêu nghiệp hết bệnh. Hay chưa? Quá hay. Còn thỏa mãn hết, bác sĩ có đưa về cực lạc được không? Nhưng Phật A Di Đà liền cứu về cực lạc. Hay chưa? Đúng rõ ràng câu Phật hiệu là Đại Y Vương rồi phải. Đúng không? Là vua của các bác sĩ. Bây giờ bác sĩ chị được bệnh này nhưng mà không tiêu nghiệp, rồi mai mốt thọ mạng đến bác sĩ bó tay. Nhưng mà Phật A Di Đà, Phật A Di Đà thì tiêu nghiệp hết bệnh. Mà nếu thọ mạng hết thì bác sĩ chịu bó tay mà cũng chết, chết rồi đi đọ, nhưng Phật A Di Đà thì lại rước về cực lạc. Hay chưa? Hay vậy mà không niệm nữa thôi. Vậy thấy không? Rõ ràng luôn. Nó nên á, một câu Phật hiệu này giải quyết rất nhiều vấn đề. Hàng ơi, chùa người ta nhanh chàng chùa ơi, giải quyết bao nhiêu vấn đề là nhờ niệm Phật mà chàng ơi. Ý rằng là nhờ từ niệm Phật mà ra, không chứ làm gì. A Di Đà Phật. Ho niệm Phật thôi, đúng không vậy? Ho ho giảng giảng, chuyện ai nấy làm. Có nhiều người nói thầy ơi cổ thầy ho, cũng thấy nhiều người ho kiểu đó, sao lại hết nói chuyện, nó hết nói chuyện thì khỏi nói, có gì đâu sợ, đúng quý vị? Còn nói được thì nói, lo gì cái ngày mai nó không nói chuyện được, không nói chuyện được thì khỏi nói, hay gặp nhau. Làm cho tôi cũng mắc cười rồi quý vị. Bước lên. Đâu? Đó. Làm sao cái mình viết mười mấy cái tấm bảng, mười mấy cái tấm bảng trong đó là những câu quan trọng không? Mình lên mình chỉ diễn thôi. Rồi sao mà đưa tấm bản đầu tiên lên niệm Phật đi. Đó. Ý chứ kết luận là vậy đó quý vị. Đó. Rồi sao tiếp tục giảng nữa. Ở dưới cũng cười quá trời cười quý vị. À, xong chút mình đưa tấm bản thứ hai lên, quyết chí bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình viết những tấm bản quan trọng vậy thôi. Rồi xong mình để xuống xong mình nằm. Hiểu không? Rồi xong rồi làm. Ý là cái gì vậy? Vượt qua mọi khó khăn. Hiểu không? Làm gì? Người ta dương, ta cũng cười rồi. Chúng mình đưa tấm bản thứ ba lên, cứ làm vậy. Cuối cùng 10 tấm bản xong buổi giảng. Lo gì? Vậy thì nó tự tại quá quý vị. Nên con người đừng có lo nhiều thứ quá, nó mệt lắm. Lo làm chi cho nó mệt chứ. Hãy sống với nhau bằng cả trái tim đi. Đúng quý vị. Lúc nào cũng trái tim gì là được rồi. Hãy sống với nhau bằng cả trái tim nhé.
Vậy thì quá đặc biệt rồi. Chúc vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta quyết tâm đời này về cực lạc vị ơi. À, rồi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy chúng ta về đây tu tập rất là đông người, nên trong kinh Đức Phật dạy đức chúng như biển cả mênh mông. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và tất cả những chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này mà điều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tử chung gà kim thí như cung, Phật tự cầu nguyện dị tự công đức vô cẩm nhân thiên. Ngà đặng dư Phật tử giai cộng thành Phật đàm, như đăng ngô thịnh chung ngã kim tí như cung, tự thực biến thập phương những cái thiết hữu tình cầu nguyện dị tử công đức vô cập nhân thiên. Ngà đặng dư hữu tình giai cộng thành Phật đàm, như đăng cô hồn chung ngã kim tí như cung, những cái thiết cô hồn cầu nguyện dị tử công đức vô cập nhân thiên. Ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lục lâm ta bà ha, an một lục lâm ta bà ha, an ngã ngã đăng tam bà vạ việt nhật ra hồng, ngã đăng tam bà vạ việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu dạ đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát, Nam mô xá sanh tam Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay sinh phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa đoàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa đoàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa đoàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả tự và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.